xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình á nhận được rất là nhiều thư của quý vị khán giả gửi về. Trong đó có một lá thư của chị Mỹ Thanh ở An Giang, chia sẻ là rất là cảm ơn chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã hướng dẫn cho chị nhiều món ăn ngon, đặc biệt là món cá thu kho nước tương. Bởi vì ba chị thì bị cao huyết áp, không có ăn mặn được, mà cũng có yêu cầu nữa nè anh Vũ. Anh Vũ xem nè. Đâu. Chị yêu cầu á là hãy hướng dẫn nhiều những món kho về nước tương nữa để tôi có thể làm phong phú hơn cho thực đơn mỗi ngày. Anh Vũ nghĩ như thế nào? Anh sẵn sàng thôi. Trước tiên thay mặt chương trình, tôi xin cảm ơn chị Mỹ Thanh ở An Giang đã quan tâm và theo dõi đến chương trình. Và thể theo lời yêu cầu của chị thì hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món ăn được chế biến từ nước tương. Mà Ngọc Hương cũng như quý vị và các bạn có biết không, những món ăn kho bằng từ nước tương thì có cái mùi vị đặc trưng và màu sắc rất là đẹp nữa, mà đặc biệt dành cho những người nào mà kiêng ăn mặn. Thưa quý vị và các bạn, món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên là thịt quay kho dưa cải. Ủa, gì kỳ vậy? Tự nhiên chúng ta đang nói là những món kho với nước tương, cái anh Vũ giới thiệu là thịt quay kho dưa cải là anh biết sao? Biết thế nào Ngọc Hương cũng sẽ thắc mắc như vậy thôi. Thưa quý vị và các bạn, món thịt quay kho dưa cải đó là hai cái nguyên liệu chính của món ăn ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi sẽ sử dụng nước tương để là một cái gia vị chủ yếu để chế biến món ăn này đó Ngọc Hương ạ. Thì ra là như vậy. Quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp với món thịt quay kho dưa cải. Để làm món này thì nguyên liệu của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có 400g thịt ba rọi quay, khoảng 300g dưa cải, 2 cọng hành lá, một trái sừng, một cái hoa hồi, dầu điều, hành tím băm, tiêu sợi đập dập, nước dừa xiêm, dầu ăn, đường, bột ngọt Ajinomoto và nước tương Lisa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào phần chế biến thôi nha. Dạ. Rồi trước tiên chỗ thịt quay này sẽ cắt khoảng 4cm như vậy ha. Dạ. Rồi sau khi hâm chúng ta sẽ cho thịt ra một cái tô. Rồi kế tiếp hành lá anh sẽ lấy một cọng anh đập dập ha. Băm nhuyễn. Rồi xong, anh sẽ cho vào tô thịt quay. Kế tiếp, ớt sừng anh cũng lấy một ít, khoảng nửa trái thôi. Dạ. Anh bỏ hạt, đập dập. Rồi anh cắt nhỏ. Mình cũng băm nhỏ giống như hành để ướp thịt anh hả? Đúng vậy em à. Đối với các món thịt kho cũng như cá kho thì chúng ta cần một chút xíu vị cay của ớt thì món ăn của chúng ta sẽ rất là thơm ngon. Đây. Và anh sẽ ướp vào đây khoảng một muỗng cà phê đường thôi. Dạ. Nửa muỗng cà phê Ajinomoto. Dạ. Và khoảng nửa muỗng canh nước tương Lisa trước. Rồi xíu kho anh sẽ bỏ thêm. Dạ. Và anh sẽ trộn đều lên. Còn chỗ dưa cải này thì anh đã chọn phần cọng rồi. Dạ. Giờ anh sẽ cắt ngắn khoảng 5cm. Rồi anh sẽ cho cải vào đây. Dạ. Trước tiên bây giờ anh sẽ cho vào đây một ít dầu. Và anh sẽ cho vào đây một ít hành tím băm. Rồi bây giờ sẽ cho dưa cải vào xào. Giờ anh đố em tại sao anh xào dưa cải nè. Xào dưa cải để cho dưa cải săn. Đúng vậy thưa quý vị các bạn, để món kho chúng ta được thơm ngon thì dưa cải chúng ta nên xào qua hành tím và dầu một chút xíu. Thì như vậy cái mặt dưa cải sẽ xe và dậy cái mùi thơm rất là ngon. Rồi xong, giờ anh sẽ cho ra dĩa. Kế tiếp anh cũng sẽ dùng cái chảo này luôn ha. Dạ. Anh sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu điều. Anh sẽ cho vào đây một cái hoa hồi và một ít tiêu sọ đập bể ha. Nào chúng ta rang từ từ ha. Giờ sẽ cho thịt heo quay vào xào ha. Dạ. Quá thơm quá anh Vũ ơi. Khi Ngọc Hương xào mà thấy miếng thịt vừa rám mặt như vậy ha, xanh như vậy là được rồi. Bây giờ anh sẽ cho tiếp vào đây 3 muỗng canh nước tương Lisa. Rồi mình cũng đảo đều cho thấm vào miệng chút xíu. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho vào đây nước dừa ha. Anh sẽ cho vào đây vừa sắp mặt thôi, tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn của mình. Đúng vậy em à. Rồi bây giờ anh sẽ cho dưa cải vào kho cùng lúc luôn. Khi chúng ta kho như vậy thì cái vị chua của dưa cải á, ra. Dạ. Sẽ giúp cho thịt chúng ta sẽ mau mềm hơn. Dạ. Và thấm cái vị dưa bên trong luôn. Rất là hấp dẫn.
Em đang băn khoăn là không biết là thời gian mình kho dưa cải với thịt quay này thì trong bao lâu thì món ăn của chúng ta mới đạt yêu cầu đó anh Vũ? Đối với món kho này thì chúng ta cũng kho giống như thịt kho tàu đó, chúng ta cần có thời gian kho rất là lâu. Dạ. Tuy nhiên vì thịt heo quay này chúng ta đã chín rồi nên chúng ta kho khoảng độ 1 giờ với cái lửa liu riu, lửa nhỏ thôi. Vừa kho chúng ta vừa hớt bọt, như vậy thì thịt sẽ chín rục và rất là mềm ha. Và với món ăn này thì chúng ta khi kho chúng ta cũng không nên đậy nắp đúng không anh? Đúng vậy. Bây giờ sẽ múc ra dĩa. Rồi đây, anh để dưa cải một bên, thịt một bên ha. Dạ. Rồi anh cho vào đây với sốt. Bây giờ anh sẽ cho tiếp lên đây ha. Mỗi miếng thịt một cái khoanh ớt, anh nhìn thấy bắt mắt chưa? Mỗi thịt và một ít hành lá, cái sợi, đang chỉ lên muốn ăn. Và bây giờ xin mời em. Cảm ơn anh Vũ nha. Em sẽ lấy một miếng dưa cải nè. Và đương nhiên là một miếng thịt nữa. Wow. Em thử xem món thịt quay kho dưa cải này ngon như thế nào. Đúng như lời anh Vũ nói đó, thịt quay chín mềm nhưng mà vẫn còn nguyên miếng, rất là thấm gia vị, đặc biệt là mùi thơm, cũng giống như là màu sắc từ nước tương lisa làm cho món ăn này thật là hấp dẫn. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên chia sẻ những cảm nhận khi đã thực hiện thành công bất kỳ món ăn nào từ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Gửi thư cho chúng tôi theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.